Chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hàng. Và ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Trên sân khấu Quảng Bá Music Bank ngày 19 tháng 11, Twice đã bỏ túi chiếc cúp đầu tiên trong đợt comeback với Scented. Trực tiếp có mặt tại sân khấu thì người hâm mộ đã thưởng thức màn hát Live Encore của Twice. Hát được hai câu đầu bài hát, Twice bắt đầu xúm lại để lấy đạo cụ hóa trang là những chiếc kính. Vì bận lấy kính nên một đoạn nhạc dài của Scented bị bỏ dở. Có thể thấy sân khấu Encore tại Music Bank, nghệ sĩ phải hát live 100% và không có giọng nền hỗ trợ. Lấy kính xong thì đến phần nói lời cảm ơn và ổn định đội hình. Ơn trời thì cuối cùng Twice cũng hát tiếp. Chữ Uy hát phần tiền điệp khúc để Nayeon và Chiho vào ngay sau đó, nhưng không kéo dài được sự liền mạch đó được bao lâu, các thành viên bắt đầu cười phá lên vì những chiếc kính ngộ nghĩnh. Dù trên tay cầm mic nhưng không hiểu sao giọng hát của Twice còn bé hơn cả tiếng cười đùa. Tuy nhiên nếu để ý ở một góc nào đó thì Momo đang đứng quay mặt lại với camera, tập trung hết cỡ hoàn thành các phần hát của mình. Cô nàng hoàn toàn không cười đùa vui vẻ như các thành viên còn lại. Netizen cho rằng vì vô cùng áp lực trước sự bàn tán và soi mói nên Momo mới căng thẳng như vậy trên sân khấu Encore. Encore vốn là sân khấu dành cho nghệ sĩ chiến thắng có cơ hội hát vang ca khúc của mình và giao lưu cùng người hâm mộ. Tuy nhiên qua thời gian, người xem vô cùng khắt khe và xem Encore chính là một thước đo đánh giá kỹ năng hát live của thần tượng. Chính vì vậy nên những sân khấu Encore luôn được đem ra bàn tán mổ xẻ. Twice vốn không được đánh giá cao về kỹ năng hát live với loạt sự cố ở Encore nên nhóm thường bù đắp bằng những hoạt động vui nhộn tràn ngập tiếng cười trên sân khấu. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin mời bạn để lại ở bên dưới phần bình luận của video này để chúng mình có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.